nên là em xấu hổ quá bác ạ. Thôi, bác cho em xin lỗi nhá. Chuyện rõ như thế thì còn gì. Ôi bác ơi, không phải là như thế đâu ạ. Là do em hiểu nhầm anh Long đấy ạ. Chứ thực ra là anh ấy chả có tình ý gì với em đâu. Thế là sao? Thế đấy, là do em ảo tưởng đấy bác. Thời gian gần đây ấy, em thấy anh ấy là chăm tập thể dục thể thao, xong rồi lại càng ngày càng thấy phong độ lên, ăn mặc lại cũng đẹp đẽ hơn. Hôm nọ thì cầm hoa đứng trước cửa nhà em. Ừ. Thế nên là em hiểu nhầm tay hại bác ạ. Hóa ra là đi qua nhà em thấy thằng Tùng nó bị hỏng xe, nên là ông ấy vào giúp. Chứ có phải là... Cái thằng ấy phải công nhận á, trông nó cục bịch một tí, nhưng mà nó được cái tốt tính. Do cô hiểu lầm nó, làm nó bị tổn thương, mà tôi thì lại trách nhầm nó. Dạ vâng ạ, em biết lỗi của em rồi. Thế nên là nay em qua, trước là em muốn xin lỗi bác, sau là em muốn bác cho em xin số của cô Huyền để em gọi nói chuyện với cô ấy. Thôi, xem là có vớt vát được tí nào không. Khỏi đi, cũng vì cái chuyện này mà tôi bị bố mẹ nó chửi cho một trận mát mặt ấy. Ôi thế ạ? Ừ. Ôi tôi chết rồi. Tội của em lớn quá. Bác ơi, hay là bác cho em địa chỉ nhà cô ấy đi, em đến tận đấy em nói chuyện với mọi người cho nó ra nhẽ, để mọi người không hiểu lầm bác nhá. Không cần đâu, cái việc này tôi tự giải quyết được. Cô cứ về đi nhé. Kìa bác. Thì cứ về đi, tôi tự giải quyết được đấy. Dạ vâng ạ, thế em xin phép ạ. Bác nhá, đừng giận em nhá. Em về đây ạ. Dạ. Ừ. Ơi trời. Bác ạ, đi đâu tôi không biết. Anh ạ, anh ơi, anh cho em hỏi là anh có biết nhà anh Long đi đâu không ạ? À, hôm qua tôi có thấy anh ấy bắt taxi đi đâu ấy. Đồ đạc lỉnh kỉnh lắm. Hôm qua tôi còn bê đồ hộ anh ấy mà. Thế ạ? Thế anh có biết anh ấy đi đâu không? À, chuyện này tôi không tiện hỏi, nhưng mà đồ đạc lỉnh kỉnh như thế chắc là đi xa đấy. Dạ, cảm ơn anh. À, em đi. Có lẽ nào vì chuyện hôm trước mình làm tổn thương ông ấy, nên ông ấy bỏ đi không? Trời ơi, mình đang làm cái gì thế này? Cô Ngân. Cô Ngân. Hả? Cô làm sao đấy? Trời ơi. Sao đấy cô? Tùng ơi. Cô làm sao đấy ạ? Sao? Hôm qua cô sang để xin lỗi bác Lân, bác ấy bị bố mẹ cô kia mắng cho một trận té tát. Còn bố con của anh Long thì chả biết đi đâu. Thấy hàng xóm bảo chuyển đồ đạc đi hết rồi. Hay là chuyển nhà nhỉ? Cô không liên lạc được. Dình mấy hôm nay để gặp mà không gặp được. Nghiêm trọng thế cơ. À cô, hay là cô gọi điện cho anh ấy xem như nào. Người ta đã bỏ đi rồi, mình gọi điện người ta nghe máy chắc. Mình phải đến tận nơi gặp trực tiếp người ta thì người ta mới thấy là mình có thành ý. Đúng. Cô thấy áy náy, ân hận quá. Cháu nói thật với cô nhá, cháu mà là anh Long ấy thì cháu không bao giờ nhìn mặt cô luôn. Chỉ vì cái tính nóng nảy của cô ấy mà hỏng chuyện ấy. Chưa biết cái chuyện đầu đuôi ra như thế nào cũng đã sồn sồn lên rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ không có cách nào để liên lạc được ấy. Cô không gặp được bố con anh ý thì chắc là anh ấy tổn thương lắm. Cô thử nhìn xem anh ấy cố gắng như thế nào, tập luyện này, làm đủ thứ để thay đổi bản thân. Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp. Thôi, mày nghĩ cách giúp cô đi. Còn ở đấy cậy khóe. Thì cô phải đi giải quyết ngay cái vấn đề đấy đi. Giải quyết hậu quả đi, còn như thế nào nữa. Cô đến nhà cái chị Huyền đấy xin lỗi chị đi. Cô đã gặp bác Lân, xin số điện thoại, xin cả địa chỉ của cô ấy mà bác có cho đâu. Muốn thì người ta sẽ tìm cách, mà không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. May cho cô ấy, tính của thằng cháu cô ở tính bao đồng. Thế đâm ra là cái lúc ấy, bác Lân bác ấy bảo là định giới thiệu một cô gái nào đấy cho anh Long. Thế cháu vào cháu tìm luôn Facebook. Thật á? Tên là Huyền đúng không? Ừ. Đây. Ui, đâu?
Có đúng là chị này không? Đúng. Đấy. Đơn giản thôi. Đến cái cửa hàng quần áo này này, xong rồi xin lỗi người ta. Đến nhưng mà địa chỉ đâu? Thế có nhìn cái địa chỉ đây à? Ok. Tuyệt vời.